À, thì cũng giống như hôm trước ạ, là khi mà chúng ta làm cái gen vuông square, hôm nay chúng ta sẽ làm gen thang ký hiệu là TR. Thì ở đây cũng tương tự như vậy, ta có hai cái gen là theo hệ mét và theo hệ inch. Trong cái bài của chúng ta là đường kính phi 16, như vậy là chúng ta phải làm bước 4 ha, bước 4 thì đây. Bây giờ chúng ta so sánh ở các bảng này, chúng ta thấy 4.0 này sẽ gạt cần ở AD và SI nha các bạn. Và là gì, ở đây là cái gen bước 4, còn cái vít me của mình là bước 8, như vậy là 4 chia cho 2 thì 8 chia cho 4 thì bằng 2, như vậy là số chẵn. Vậy là ta kết luận rằng gen đây chính là gen chẵn. Và khi mà thực hiện tiền gen chẵn á, thì chúng ta sẽ có thể xả bàn xe dao, chạy dao thu dao nhanh về, như vậy là sẽ tăng cái khả năng năng suất đất lên, tức là cái thời gian tiền nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. Rồi sau đây chúng ta sẽ điều chỉnh cần gạt và chúng ta tiến hành là tiền gen thang TR phi 16 bước 4 nha các bạn. Tâm đi. À, như vậy thì cũng giống như là square 16 bước 4, thì đối với là gen thang là TR 16 bước 4 thì chiều sâu của nó sẽ là 2.25, như vậy là để đảm bảo thì chiều sâu 2.25 thì các bạn phải chỉnh du xích là 2.25 nhân 2, như vậy là 4.5 nha các bạn. Các bạn xếp về không, sau đó là điều chỉnh du xích 4.5, như vậy là sẽ đảm bảo chiều sâu. Hoặc cái phương pháp thứ hai là hồi nãy thì là tiền cái rãnh thoát dao là 11.5, như vậy là khi các bạn mà chọn cái dao khi nó chạm vào cái rãnh thoát dao thì như vậy cũng đảm bảo chiều sâu. Và như thầy nói là đối với cái đen bước chẵn này thì là chúng ta quay này luôn. Như vậy là ở đây thì bước 4 thì là bước chẵn 8 chia cho 4 bằng 2, như vậy là các bạn có thể xả bàn xe dao quay về như là em học sinh vừa mới thực hiện nha các bạn. Thì ở đây đối với cái gen thang này chiều dài nó khoảng này là 250 nha các bạn. Còn nếu trong trường hợp mà cái chiều dài dài hơn thì các bạn tiện như thế này á, sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ bị cong. Vì vậy là ở dưới đây các bạn này, ở đây thông thường máy tiện nó sẽ có một cái con vít này để bắt cái đồ ha. Ở đây này các bạn, đây chính là cái có hai cái con vít này để bắt đồ lunette ở chỗ này này. Thì khi đó là các bạn sẽ đè vào cái chỗ này này, cho nó khỏi cong, và cái cây của ren của chúng ta thì nó sẽ không bị cong nha các bạn. Trong trường hợp mà các bạn tiện dài á, cây ren dài á. Còn nếu với trường hợp khoảng 250 hay 300 thì chúng ta không cần nha. Thank you.